Tập 992, ước mơ của Yamato. Sau khi đánh nhau thả ga, Luffy cuối cùng cũng chịu nghe Yamato nói chuyện. Rồi hai đứa này đứng một hồi trả giá thời gian nữa mới chịu. Tại sân khấu bên ngoài, Momonosuke bị đánh đập dã man và treo lên đài hành hình. Còn Orochi đứng cười như một tên thần kinh rung rinh, hào hứng kể ra sự việc năm đó. Cái ngày mà Oden bị bắn chết, lâu đài Oden cũng bị đánh sập trong biển lửa, nhưng có một số kẻ trong lâu đài đã biến mất không chút dấu vết. Sự thật là chín bao kiếm đỏ và Momonosuke đã du hành thời gian 20 năm đến tương lai, nhờ vào năng lực của phu nhân Toki. Đám thuộc hạ đương nhiên không tin, Robin và Chinbei hòa cùng dòng người, mỉa mai sự điên rồ của Orochi. Momonosuke uất hận khi hắn nói mẹ mình là một mụ phù thủy, tên khốn nhà ngươi, ước nguyện của cha ta sẽ không bao giờ chấm dứt đâu. Dù cho ta có chết, thì các gia thần của tộc Kozuki và Luffy cũng sẽ khai mở cho vương quốc này. Một đám đầu trâu mặt ngựa bàn về chuyện sống chết của một đứa trẻ chẳng khác nào trò đùa. Robin sợ rằng mình không thể nhẫn nhịn hơn được nữa. Bọn họ còn phải giả vờ cười đùa để không bị kẻ địch phát hiện. Cùng lúc đó, tàu ngầm của Law đang cùng các samurai vòng về cổng sau của hòn đảo. Càng tiến vào vòng hải lưu, khó khăn càng tăng lên gấp bội. Từng dòng xoáy chảy xiết như muốn nghiền nát con thuyền, họ chỉ có một cơ hội duy nhất để lên đảo. Theo lời chỉ thị từ Law, các thành viên căng thẳng chuẩn bị. Con tàu ngầm trôi lên mặt biển, Law và các thành viên của chín bao kiếm đỏ được dịch chuyển hoán đổi với những mảnh vụn mà Law phá hủy ban nãy. Họ vừa đến được hòn đảo, thì từ trên trời một đống thù lù rơi xuống. Hóa ra đó là Neko. Mako đã vác theo hai người bọn họ đến đây. Người còn lại cũng không phải ai xa lạ, mà chính là anh trai của Kiku, đồng thời là một trong những thuyền trưởng của băng hải tặc sâu trắng. Ngày đó, Izo đã đu theo Oden và vô tình cùng ngài ấy phiêu lưu trong suốt nhiều năm. Màn gặp lại đẫm nước mắt của hai anh em đành tạm gác lại sau vậy, bởi vì bọn họ sắp có một trận đại chiến đang chờ ở phía trước. Khi đến đây, Mako nhìn thấy có gì đó khả nghi ở ngoài biển, nên anh không đi cùng mọi người thêm nữa. Về phía Kaido, hắn đang vô cùng mất hứng vì đám thuộc hạ vẫn chưa tìm ra được Yamato. Nghe thấy Big Mom sắp tới đây, Kaido rời khỏi chỗ, có ý định đến sảnh lớn để công bố một chuyện quan trọng và xử tử Momonosuke. Bên ngoài ngày càng ồn ào náo nhiệt, họ sắp được chứng kiến sự tận diệt của gia tộc Kozuki. Cùng với Kaido, King, Queen và Jack cũng sẽ có mặt, liệu rằng nhóm chín bao kiếm đỏ có tới kịp để cứu thiếu gia của mình hay không? Khi mà đám người dường như đang dần tăng thêm sĩ khí, thứ mà Kaido muốn tuyên bố là kế hoạch tân Onigashima. Quay trở lại với Luffy, cậu được Yamato đưa đến căn gác mái của lâu đài. Yamato kể rằng vào 20 năm trước, cậu đã chứng kiến khoảnh khắc đi vào huyền thoại của Oden. Ngay sau đó, Yamato đã nói với Kaido rằng mình muốn trở thành Oden và đã bị ông đập cho lên bờ xuống ruộng. Điều đó vẫn không ngăn cản được sự ngưỡng mộ của cậu dành cho Oden. Yamato đã tìm thấy một cuốn nhật ký hải trình của Oden. Ông ấy đã gặp người mạnh nhất thế giới dâu trắng, gia nhập băng hải tặc và trải qua nhiều cuộc phiêu lưu kỳ thú. Oden còn là thành viên của băng dâu chờ trong một thời gian. Sự vĩ đại đó khiến Yamato choáng ngợp, nếu như gia tộc Kozuki hy sinh, thì chính cậu sẽ là người khai mở Wano Quốc. Mà khoan đã, cái này mới bất ngờ nè. Thân phận thật của Yamato là một nữ nhân, và cô nàng có ý muốn sắt cánh chiến đấu cùng với Luffy. Bởi vì sức mạnh của Lù đã khiến Yamato nhớ đến Ace.